Ngày 10 tháng 7 năm 2023, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue. Đây là trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm tới nay. Bệnh nhi là HKN sinh năm 2016 ở thị xã Buôn Hồ. Trước đó xuất hiện các triệu chứng sốt, ở nhà có dùng thuốc nhưng không hạ sốt. Người nhà đã đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện Nhi Đức Tâm, thành phố Buôn Ma Thuột, được chẩn đoán sốt xuất huyết, kê đơn thuốc điều trị tại nhà. Hai ngày sau, trẻ đau bụng, tay chân lạnh, người nhà tiếp tục đưa trẻ đến khám, nhập bệnh viện Nhi Đức Tâm và được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Mặc dù đã xử trí điều trị nhưng không qua khỏi do viêm cơ tim cấp, sốt sốt xuất huyết đen gơ nặng ngày thứ tư, tái sốc lần một. Sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng thông báo cho Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ hướng dẫn các biện pháp điều tra xử lý vệ sinh môi trường, điều tra vector truyền bệnh và phun hóa chất diệt mũi trưởng thành, đồng thời tuyên truyền cho người dân các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue. Quá trình triển khai điều tra vector truyền bệnh Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc đã ghi nhận sự hiện diện của mũi Aedes aegypti, vector truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue, tại nhà bệnh nhân và những hộ xung quanh.